Dùng kỳ lân màu nào tốt? Kỳ lân hợp tuổi nào mệnh nào? Dùng màu nào để tăng phúc lộc cho người sở hữu? Người mệnh kim tương sinh tương hợp với màu vàng, màu trắng và màu xám bạc nên dùng kỳ lân cũng nên chọn những màu này để mang lại may mắn. Người mệnh mộc tương sinh tương hợp với màu đen, màu xanh dương, xanh nhạt, xanh lá cây nên trưng bày tượng kỳ lân có những màu này để luôn cát tường, đại phú đại cát. Người tuổi Sửu hợp với màu đỏ, màu cam, màu tím, màu vàng, màu nâu, tượng kỳ lân sử dụng những gam màu ấy đặc biệt phù hợp cho người tuổi Sửu. Không chỉ kích hoạt vận may mà còn mang đến tài lộc dồi dào cho con giáp này.